Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Báo Nhân dân, cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam ra số đầu tiên ngày 11 tháng 3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi tới Ban biên tập và toàn thể anh chị em cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên và người lao động Báo Nhân dân qua các thời kỳ lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Trong thư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, trải qua 70 năm xây dựng và phát triển kể từ ngày ra số đầu tiên đến nay, Báo Nhân dân đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu, trưởng thành về mọi mặt với nhiều ấn phẩm có chất lượng, nhiều cây bút có tên tuổi được bạn đọc quý mến. Kế tục sự nghiệp vẻ vang của Báo Thanh Niên, tranh đấu, cờ giải phóng, sự thật, Báo Nhân dân luôn xứng đáng là một tờ báo hàng đầu của nền báo chí cách mạng nước nhà, luôn đồng hành cùng những chặng đường vẻ vang của Đảng, của dân tộc, góp phần quan trọng cùng các cơ quan báo chí trong nước hoàn thành tốt trọng trách của báo chí cách mạng Việt Nam. Từ một tờ báo in ban đầu đến nay, báo đã có nhiều ấn phẩm với các loại hình truyền thông, báo in, báo điện tử, truyền hình, hãng phim tài liệu. Hướng đến truyền thông đa phương tiện như quy hoạch báo chí đến năm 2025 đã xác định. Các ấn phẩm của báo đã cùng với hệ thống báo chí cả nước có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta và nhân dân ta, nhất là trên mặt trận tư tưởng, lý luận chính trị, luôn tích cực cổ vũ nhân tố mới, tiến bộ, đồng thời kiên quyết đấu tranh, phê phán các hiện tượng tiêu cực, hư hỏng, tham nhũng, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, kiên quyết vạch trần những âm mưu thâm độc của các thế lực xấu, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Trong mọi điều kiện, đội ngũ những người làm báo Nhân dân đã không ngừng cố gắng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, làm nên những tác phẩm báo chí cách mạng giàu tính hiện thực, tính chiến đấu, ngày càng hấp dẫn bạn đọc. Các ấn phẩm của báo là cầu nối đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với nhân dân, đồng thời phản ánh những tâm tư nguyện vọng của nhân dân như một kênh thông tin quan trọng để Đảng và nhà nước ta ngày càng hoàn thiện đường lối xây dựng và phát triển đất nước. Việc Báo Nhân dân được tặng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới là sự ghi nhận những cố gắng, nỗ lực, thành tích đặc biệt xuất sắc của các thế hệ người làm báo Nhân dân trong 70 năm qua. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương và chúc mừng thành tích rất đỗi tự hào của những người làm báo Nhân dân. Hiện nay, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, bên cạnh thời cơ thuận lợi cũng có không ít khó khăn, thách thức. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang quyết tâm nỗ lực phấn đấu biến các mục tiêu mà Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã đề ra thành hiện thực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn Báo Nhân dân, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, cũng phải đi tiên phong trong sự nghiệp lớn lao đầy trọng trách này. Những người làm Báo Nhân dân hãy phát huy cao độ truyền thống vẻ vang của mình, ra sức học tập rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, thực sự là những nhà báo mắt sáng, lòng trong, bút sắc, thấm nhuần và thực hiện thật tốt lời dạy của Bác Hồ. Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng, cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ, để có nhiều hơn nữa những tác phẩm báo chí có giá trị cao, xứng đáng là người lính tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Với tình cảm thân thiết và tin tưởng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã gửi lời chúc mừng và mong muốn Báo Nhân dân mãi mãi xứng đáng là cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Tập thể Báo Nhân dân luôn luôn là một đơn vị gương mẫu, đoàn kết, thống nhất, là địa chỉ tin cậy, là niềm tin yêu của nhân dân, của bạn đọc và đồng nghiệp.